chào cả nhà. Hôm nay ngày rằm mình mời các bạn món lạc xá chay nha. Để làm món này thì mình ở đây mình có các nguyên liệu như là một miếng tàu hủ ki mình đã chiên giòn rồi ha, 4 miếng đậu hũ trắng mình cũng đã chiên rồi, 200g nấm rơm. Ở đây mình có một ít nấm đông cô mình bỏ vô luôn nha các bạn, còn không có thì thôi. 2 muỗng canh xả phi, 2 muỗng canh hành hoặc bơ rô phi, 2 muỗng canh tương cà, 1 muỗng cà phê ướp bột, dầu màu điều, bột nghệ, đường, nước cốt và nước dảo dừa, và các gia vị thông thường như là hạt nêm, dầu hào và bột ngọt. Và bây giờ mình cùng bắt tay vào làm nha. Và bây giờ mình ướp nha các bạn. Mình cho vào đây nấm rơm nè, đậu hũ, phần tàu hủ ki mình bẻ ra ha, mình bẻ mà hai phần thôi nha các bạn, còn một phần mình chừa lại. Và hai củ cà rốt, cái phần này hồi nãy nguyên liệu, phần nguyên liệu mình quên giới thiệu nha. 2 muỗng canh hành phi, 2 muỗng canh xả phi, 1 muỗng cà phê ớt bột, dầu màu điều, một muỗng cà phê bột nghệ, hai muỗng tương cà, một muỗng canh đường, cho vào đây 2 muỗng hạt nêm, một muỗng cà phê bột ngọt, và 2 muỗng canh dầu hào chay nha các bạn. Đó mình trộn đều lên, mình để khoảng 15-20 phút rồi cho gia vị nó thấm, nó ngấm vô rồi mình nấu ha các bạn. Các nguyên liệu sau khi mình đã ướp được 15-20 phút rồi, bây giờ thì mình chuẩn bị mình nấu nha các bạn. Mình cho một ít dầu vào chảo và mình cho tất cả các nguyên liệu vào, mình đảo đều lên, đảo để cho cái gia vị nó thơm và nó thấm đều trong các nguyên liệu. Cái món này thì mình nấu rất là nhanh nha các bạn, bởi vì nó cà rốt với nấm nó rất là mau chín luôn, còn những cái kia thì mình đã chiên hết rồi. Và đặc biệt là món này nó rất là ngon nha. Cái ngày chay mình nấu cái món này cho gia đình mình ăn nó rất là tiện luôn nha các bạn. Sau khi mình đảo được vài phút để cho gia vị nó thấm rồi đó, thì bây giờ mình cho nước dảo dừa vô mình nấu ha, nấu cho cà rốt và nấm nó chín. Nấu với lửa lớn nha các bạn, sau khi mình nấu được chừng khoảng 5 phút thì mình nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị nhà mình nha. Mà cái này mình ướp vô vậy là mình thấy vừa ăn rồi đó, còn các bạn cứ nêm nếm lại cho vừa với lại khẩu vị nhà mình. Sau khi các nguyên liệu nó
đã chín và sánh lại thì mình cho nước cốt vừa dừa vô ha, mình nấu cho nó sánh lại. Đó, các bạn thấy nó rất là thơm ngon luôn thấy không, nó sánh mà nó thơm lắm. Cái này mình ăn với bún hay là bánh mì đều ngon nha các bạn. Nước nó đã cạn rồi đó, gần cạn rồi mình cho một chén nước cốt dừa vô. Rồi mình cho nó sôi lại ha. Rồi mình tắt bếp. Mình tắt bếp xong rồi mình cho một ít cái phần mà hồi nãy đậu hũ kia mình tàu hũ kia mình bẻ ra các bạn, mình để lên trên. Rồi là xong rồi đó. Các bạn thấy hấp dẫn không? Nó sánh và nó rất là thơm ngon luôn. Rồi sau khi mình bắt xuống thì bây giờ mình múc ra nha. Đó các bạn nhìn thấy nó đẹp không? Màu nó cũng đẹp mà ăn nó cũng rất là ngon luôn. Cái này mình ăn bánh mì và bún ngon lắm các bạn ơi. À, ngày chay ấy, mình nấu cho gia đình mình ăn, mình chỉ cần làm một món thôi là gia đình mình có một bữa ăn rất là ngon luôn. Và mình đã chia sẻ xong cho các bạn cái món lạc xá chay. Nếu các bạn cảm thấy thích thì hãy vào bếp và làm cho gia đình mình thưởng thức. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.